Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Ở video này thì Khải lên đảo. Lên đảo Khải mang một, những cái trang bị mà hôm bữa giờ Khải mua á. Những trang bị mắc ộp bữa Khải mua nè, như là áo nè, mới mua nè. Rồi đai lưng nè. Đó. Rồi nón nè. Đó. Mấy cái này là Khải mới mua bữa giờ, Khải đợi dành bữa giờ nè. Đang tìm cái bao tay kháng lôi nữa, đẹp đẹp một chút mà tìm hồi bữa giờ gần một tuần rồi không thấy. Đó là thôi, trước mắt là những món đồ này thay vào những cái món đồ của cũ của Khải thì cái dạng là ok rồi nè. Chung là đó, nón 30 này thay vào nón 24 này. Nón 30 này đó. Em nhìn nón này đẹp hơn đúng chưa? Rồi áo này đẹp hơn áo này thì Khải sẽ bỏ áo này ra. Bỏ áo này ra, Khải mang áo này vào. Hello Lục Tí Tài, hello Tài Ngô. Rồi cái đai lưng này thì Khải sẽ bỏ đai lưng này ra. Khải mang đai lưng mát vào. Sau này nếu mà ok thì Khải nhận sắm thêm cái nhẫn làm chậm 40 chỗ này nè. Làm chậm 40 chỗ này nó sẽ đặt móc 80 làm chậm. Đó thấy chưa? Rồi cái dây này thì Khải vẫn giữ nguyên như cũ. Rồi cái nhẫn chón này thì sau này Khải xài thêm cái nhẫn chón 40 là xong thôi. Ok ok, tí nữa nha NT ơi. Đó. Hôm qua anh Cường Phạm, không biết anh Cường Phạm online không ta. Anh kêu có cái đôi giày tóc 2X và tóc 2X và chón 40, biết dòng 1 dòng 2 mà BM không thấy trả lời, không biết ạc ảnh tên gì. À, anh Cường Phạm rồi. Ảnh không có trong này rồi. Hôm qua ảnh có inbox mà biết sao. Đúng rồi, mua được ảnh giáo đăng thì mượn đi tấm kim ké cũng được anh em. Mượn đi tấm kim ké cũng được. Chứ không sao cả. Thôi, lên đảo thôi. Chung là đồ tầm này thì server chỉ có như vậy thôi anh em, không có đồ nào VIP hơn nữa rồi. Sắm bữa giờ như vậy là ok rồi, không có đồ nào VIP hơn nữa. Chung là mỗi lần lên đảo thì cũng không tốn gì nhiều, tốn khoảng tầm 3 kim, 2 kim mấy thôi nè. Thì là tốn khoảng tầm 200k thôi. Thì đối với Khải thì Khải thấy nó cũng bình thường thôi. Khải lên đảo ngày 1, anh em có thể xem những server trước thì anh em thấy đầu tư bỏ tiền lên đảo cũng đơn giản bình thường thôi. Rồi gì vậy? Mới lên đảo vì gì ra cha? À đâu? Mới đảo mà rớt mạng luôn, vãi nồi. Em đợi tí nữa nha. Ok ok, đổi tên anh em ơi, đổi tên cái này. Ôi. Đổi tên. Đổi tên nhân vật xác định. Bạn có bằng hỏi không thử? À, từ từ được Khải ra bằng nào anh em. Cho Khải ra bằng đổi tên pháp. Cho Khải ra bằng đổi tên cái. Để xin ra đầu bàn anh em ơi. Ok, mới ra bàn đổi cái tên anh em ơi. Đó, tên này khá đẹp đấy. Rồi, để mà mang đồ đẹp. Mang đồ đẹp vào anh em ơi. Bữa giờ sắm được ít đồ VIP đẹp đẹp mà. Bây giờ mới lên đảo. Mang cho anh em xem. Tại điểm tìm đây. Lần này lên đảo thì em sẽ full sinh khí. Em không tăng nội công nữa. Tại vì đồ em mana khá nhiều rồi. Nên không còn tăng nội công nhiều. Mana khá nhiều rồi. Tầm này mana trên 800 đẹp mà. Nón nè. Đó. Ôi dạ, dạ, dạ. Chưa mà khó nè mà, chưa mà khó. Rồi. Đẹp chưa anh em? Đó, cái này đẹp rồi đấy. Nón nè. Áo nè. Đai nè. Đó. Tầm này em thay đồ vào thì hiệu ứng em thì lên được 70 chậm anh em. Đó. Sau này em sẽ sáng mới nhận 40 làm chậm chỗ này nha anh em. Dòng 1, dòng 2 em kích được luôn nha. Em là xác định là mang dòng 2 nó rẻ anh em. Nên là sau này nếu mà có nhẫn do làm chậm 40 á thì dòng 2 mình mua nó sẽ rẻ hơn dòng 1 nha anh em. Đó, thì em xác định em mang theo kiểu dòng 2. Thì em mang một cái nhẫn làm chậm 40 nó sẽ đặt móc 80 làm chậm. Mà trước mắt bây giờ thì mình mang tạm 70 làm chậm nha anh em. Tối nay em sẽ giao tranh với 70 làm chậm này, đó. Bữa giờ thì hiệu ứng thì không có được cao á, nên là hơi canh. Tối nay em sẽ mang đó, mang đai lưng vào anh em thấy chưa? Hiệu ứng sẽ được 70 làm chậm này. Rồi em mang thêm cái nhẫn chón này sẽ được hiệu ứng 70 chón nha anh em. Đó, 70 chón, 70 làm chậm. Rồi, còn lại kháng lôi. Một món kháng lôi mát này. Bao tay này em đang định đổi mà em tìm hồi không ai bán bao tay nào đẹp hơn nên là em mang tạm bao tay này luôn em ơi. Sau này có bao tay nào VIP hơn thì tính tiếp, không thì thôi. Chung là set đồ này em có thể mang cuối server rồi, không cần chia cho nhiều nữa. Đó, nón này em mang đẹp này, thấy chưa? Đó, 30 sử dụng lực. Áo mới mua, quá đẹp luôn. Chung là nhìn đẹp anh em, nhìn nó dòng hiệu ứng nó đẹp là em ưng rồi. Rồi đai lưng. Giày hiệu ứng đẹp thấy chưa? Bao tay, da chiền. Đó, nói chung đồ tầm này là ok rồi đó anh em.
này ok rồi đấy. Tối nay cố gắng, nếu mà giao tranh thì em chắc em đi bất lẻ thôi. Bất lẻ là nhiều, do nếu mà giao tranh tổng em cảm giác giao tranh tổng không yên thua. Giao tranh tổng cứ ra bị kẹp giữa hai góc lát, nhoi lên là chết, nhoi lên là chết, khó đánh quá. Chỉ cứ đi bất lẻ, em nghĩ em đi bất lẻ sẽ có điểm hơn. Nghĩ sẽ đi bất lẻ có điểm hơn. Đó. Ok chưa? Quá đẹp. Rồi, bây giờ em, những cái món đồ này em cóc rương thôi. Em thành full sinh khí nè. Mà nào tầm 700 là mấy, 700 mấy là đẹp rồi. Sau này có thể thay cái nhẫn khác này đó. Rồi ngập bội thì ok rồi, thay cái nhẫn này. Nhẫn này mà thay được cái nhẫn chón và nội lực tầm 6x nữa là mana 800 là ok rồi anh em. Mana thiên nhiên tầm 800 là ok rồi anh em. Đó, hiện tại cái nhẫn chưa cái gì hết, nhẫn cùi quá. Rồi, mắc sinh khí thôi. À, để em tăng 14 đam lên, 14 nội công này. Cho nó tròn 8k3. Cho nó đẹp anh em. Đó, sẽ tăng mà ít mana cũng được. Đó, ok. 8k3. Đó, vừa tròn 8k3 luôn nha anh em. Rồi, mắc sinh khí thôi. Cái đồ này em sẽ rao bán lại anh em. Em sẽ rao bán lại. Không anh em ơi, tầm này ốc vũ khí cấp 10 nhưng mà mua không ai bán nên là thôi, cái vũ khí này mình đánh tạm tạm cho chơi cũng được anh ơi. Tại vì vũ khí chủ yếu là hiệu ứng đẹp thôi, với lại cũng chưa mở hóng binh. Server chưa mở hóng binh nên là cũng không quan trọng về cái vũ khí đâu. Bây giờ mà ép vũ khí lên cấp 10 thì nó tốn rất là tốn, tại vì theo em thấy thì một cái nâng cấp nỏ giá nó dao động một kim rưỡi thì hai cái thì nó tốn hết 3 kim rồi. Hôm nay nó hơi phí quá. Lại lên được cái nỏ cấp 10 thì nó cũng không có hiệu ứng của vũ khí nên là nó cũng không ăn thua nữa nè. Thôi sau này có hóng binh này nọ thì mình sẽ tính tiếp anh em. Server này miễn phí nha phong phạm ơi, miễn phí nha phong phạm ơi. Rồi ok, xong rồi anh em ơi, hôm nay đẹp rồi. 8k3 lực tây đó, khăn lôi em được 58. Sau này mà tầm đó thôi em vào tống kim cắn lắc là đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Diệt khả youtuber đó, tên đẹp không nè, tên quá đẹp nha. Quá đẹp. À không sao, thất lạc ơi, không sao đâu. À, dính thì cũng không sao đâu. Rồi ok đấy. Lực tây em tăng vừa tròn 8k3. Vào trong lát em cắn lên được 8k5 lực tây nè. Nếu mà vào tổng kia em cắn được 8k5 lực tây. Tầm này đồ như thế này cố gắng là được rồi. Đó, chón được 70. Đó, 570. Lên lần lãnh đảo này thì đồ em sẽ được tăng tiến hơn một tí nè. Đẹp hơn chút rồi. Hello Hữu Úc nha. Tết Đam cái gì ở đâu Hữu Úc ơi? Tết Đam ở đâu đây? Tết Đam ở đâu đây? Trên đảo này hả? Trên đảo này hả? Anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ video này nha em ơi. Đó, lần lên đảo này thì chắc chắn những món đồ này Khải nghĩ chắc đánh cũng tầm 2-3 tháng. Chứ Khải không thay đổi đồ nữa đâu. Đồ tầm này là đẹp rồi. Server tầm này là mới có gần 1 tháng thôi nè. 25 ngày, 24 ngày rồi. 24 ngày trôi qua thì đồ Khải như thế này thì khá là đẹp rồi. Tìm bao tay kháng lôi 30 mà không ai bán, không có luôn em, server không có luôn bao tay Khải như thế này là dạng đẹp rồi. Nón này Khải mua mắt đọp này. Đó. Áo cũng dạng đẹp đẹp luôn. Áo này cũng quá đẹp luôn, không phải cùi em, server hiện tại bây giờ không có áo nào tương đối như áo này đâu. Đai lưng. Đó, giày. Vũ khí. Đó, trước khi xuống đảo thì cho anh em xem những món đồ đó. Cái nhẫn này Khải sẽ thay này. Và gia chiên này thì sau này Khải sẽ tìm được gia chiên nào thổ đẹp hơn Khải sẽ thay nha anh em. Nói chung là đồ Khải lên đảo như thế này thì Khải chỉ thay đổi trang sức thôi. Đầu tiên đó là thay đổi gia chiên khả năng cả nào đẹp hơn một tí này. Thay nhẫn chón 40 nào đẹp hơn một chút này. Rồi thay nhẫn làm chậm 40 nha anh em. Đó, rồi thay ngọc bội kháng lôi trên 25 nữa là đẹp đó. Là ok nha anh em. Khải thay trang sức là ok rồi. Còn những cái trang bị này thì Khải nghĩ Khải đánh cũng được 2-3 tháng. Đó, những cái món đồ như thế này thì Khải nghĩ đánh được 2-3 tháng là ok rồi. Rồi. 8k3 lực tây. Vào tông kim cánh lách sát thương nội với lại bên sát nội thì lực tây Khải 8k5. Khải đi về hướng lực tây là chủ yếu nha anh em. Lực tây là chủ yếu. Hiệu ứng thì cũng có thể mát hiệu ứng nhưng mà hiện tại bây giờ thì nhẫn chưa có mát này. Ít nhất nhẫn tròn 40 thì nó mới mát này. Anh em nhìn chưa? Rồi nhẫn này cũng làm chậm 40 thì nó mới mát hiệu ứng 80 làm chậm. Đó. Rồi ok vậy thôi. Đồ Khải như vậy thôi nè. Lần này lên đảo lần có thể là lần cuối cùng rồi. Rồi anh em xem thì đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Cảm ơn anh em xem video rất nhiều nha. Video này Khải sẽ up lại và anh em nào chưa xem thì có thể xem nha anh em. Tại vì trên kênh Khải cũng khá là nhiều anh em, nhiều khi Khải đang livestream á
thì có nhiều anh em thì đã xem rồi thì không nói, và cũng có nhiều anh em không xem được cái buổi livestream ngày hôm nay, thì anh em có thể xem video này. Và đừng quên anh em nào xem rồi hoặc là chưa xem thì có thể ủng hộ một like, chia sẻ ủng hộ video nha anh em ơi. Khải sẽ cố gắng lên đồ liên tiếp những trang sức của Ảc Thiếu Yên này cho anh em xem. Ok nha.